Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Những năm qua, nhờ thụ hưởng nhiều chương trình chính sách về giảm nghèo, hàng nghìn hộ dân tại đây đã được hỗ trợ cây con giống, chuyển đổi dần các hình thức sản xuất nhỏ lẻ trước kia sang mô hình hợp tác xã, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 4 đến 5% một năm. Trước đây thì gia đình là cũng chỉ làm ruộng, làm nương, và cũng nuôi lợn gà bình thường như các hộ bao hộ gia đình khác. Còn trâu bò thì cũng ít, nuôi ít, chủ yếu là thả rông trên bãi thôi. Sau thì vận động các hộ thành lập hợp tác xã thì sau khi thành lập thì được nhà nước hỗ trợ. Giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách đặc thù dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thể hiện sự quan tâm và ưu tiên nguồn lực của nhà nước ta dành cho địa bàn còn nhiều khó khăn này. Các chương trình 135, 30A và 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã tạo luồng sinh khí mới để thực hiện tốt nhất quyền của người dân tộc thiểu số trong tình hình mới. Có thể nói là ba cái chương trình này đã được sự quan tâm chỉ đạo rất lớn của chính phủ, các bộ ngành cũng như là các địa phương và thực hiện cái nghị quyết của Quốc hội để thực hiện và đã đạt được những cái kết quả bước đầu cho cái việc thực hiện chương trình, như là cái việc mà xác lập những cái hành lang pháp lý, các cái cơ sở điều kiện về các cái hướng dẫn, các cái chỉ đạo cho quá trình thực hiện, và chính phủ cũng đã bố trí cái nguồn ngân sách nhất định để thực hiện các nội dung này. Đến nay, vùng dân tộc thiểu số đã có 98,4% số xã có đường ô tô đến trung tâm, trên 98% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% xã có trường lớp mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, 99,3% xã có trạm y tế, 100% xã có hạ tầng viễn thông và được phủ sóng di động. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm trung bình từ 3 đến 4% một năm. Bảo đảm quyền bình đẳng toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị và dân sự cho tất cả các dân tộc chính là biểu hiện của việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Xin được kết nối trở lại với bà Pauline, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thưa bà có khuyến nghị gì để giúp Việt Nam có thể thực hiện tốt hơn quyền con người vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ? In Vietnam, I understand that ở Việt Nam, nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương nhất là những người đang sống ở vùng dân tộc thiểu số. Họ thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hạn hán và những biến đổi khó lường của khí hậu. Thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới, ngân sách nhà nước đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho khu vực này. Đó là bước khởi đầu quan trọng. Bước tiếp theo là đảm bảo rằng các chương trình mục tiêu quốc gia này đến đúng đối tượng và các chương trình không triển khai một cách riêng rẽ mà phải kết hợp với nhau. Bởi suy cho cùng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn đều liên quan mật thiết với nhau và cần có cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Đó mới là nhân quyền và cũng là mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đã và đang theo đuổi ở Việt Nam trong 45 năm qua. Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia trao đổi với Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hơn ai hết, người dân là những người trực tiếp thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất về những thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được. Có đi tới những bản làng ở vùng sâu vùng xa mới thấy hết được sự vui mừng, phấn khởi của bà con khi đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao từng ngày. Đó cũng sẽ là những hình ảnh khép lại dấu ấn về đảm bảo nhân quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày hôm nay. Bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình xây dựng được ngôi nhà khang trang kiên cố. Tôi ưng cái bụng lắm. Cảm ơn Đảng, chính phủ lắm. Trên vùng cao này có trường học cho các con. Phải có cái đầu tư của các cấp, các chính quyền. Đấy, về kinh tế rồi là tạo điều kiện
đấy giúp đỡ chúng tôi những người dân tộc thì có thể mới giữ được cái bản sắc lâu bền hơn. Một khi mà dân tộc chúng tôi mà có ý kiến hay là mình có đề đạt một cái gì nói về đến văn hóa người dân tộc thiểu số là nhà nước rất là quan tâm. Người Tây ở đây có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay là nhờ Đảng, nhà nước. Tôi năm nay 80 tuổi, không lên nương, lên dẫy được nữa, nhưng may có trợ cấp cho người cao tuổi nên cũng đỡ khó khăn.